Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, thêm những thanh bảo kiếm sắc bén. Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế gần 10 năm sau khi cơ cấu lại tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đảng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm hay có giá trị phổ biến. Mặc dù tình trạng tham nhũng tiêu cực về cơ bản được đẩy lùi, nhưng thời gian gần đây, một số vụ việc về tham nhũng tiêu cực có chiều hướng phức tạp, liên kết, liên minh và hoạt động rất tinh vi. Trong 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra cách đây gần 30 năm về chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tụt hậu về kinh tế, nạn tham nhũng và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đến nay vẫn còn thường trực, trong đó nguy cơ về tham nhũng tiêu cực luôn trực chờ để trỗi dậy, trở thành quốc nạn nếu không có biện pháp đấu tranh và ngăn ngừa quyết liệt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đặt câu hỏi, vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, xử lý nghiêm nhiều hành vi, vi phạm mạnh như thế, nhưng tham nhũng tiêu cực vẫn cứ trơ. Tình trạng tham nhũng tiêu cực đã gây ra nhiều nhức nhối, là u nhọt trong xã hội, lan rộng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và không ít các địa phương. Việc cần kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh là nhiệm vụ thiết thực để hòa vào bản giao hưởng chung dưới sự chỉ đạo của vị nhạc trưởng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, muốn thực hiện thành công các mục tiêu chính trị, việc đầu tiên là phải thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng. Do đó, trên một khía cạnh nào đó, chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh trước hết cần được thống nhất về các mặt như đã nêu trên. Bởi mô hình có sẵn, nhân sự kiêm nhiệm, kinh nghiệm đã có nhiều bài học hay từ Trung ương. Vì vậy, sự thành công về mô hình này có tính khả thi cao khi đi vào hoạt động. Trước năm 2013, mô hình Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đứng đầu, trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản đã có một số kết quả. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này vẫn chưa được như kỳ vọng và mong đợi của người dân. Và thực tế chứng minh rằng, khi người đứng đầu Đảng nhận lãnh vai trò trưởng ban, thì công tác này đã có nhiều chuyển biến, đạt được những thành công to lớn. Có thể khẳng định, đây là nghệ thuật và khoa học về việc cầm quyền của Đảng. Đảng thực hiện việc cầm quyền bằng dẫn dắt lãnh đạo, chỉ đạo một cách rõ rệt, tác động sâu sắc, giữ, kiểm soát, nhốt đến quyền lực nhà nước. Triển khai một cách khoa học mô hình này ở địa phương thì trước hết trưởng ban phải là bí thư tỉnh ủy, đồng thời tham khảo cách thức tham gia vào thường vụ đảng ủy công an tỉnh như trung ương đang làm. Ban nội chính và ủy ban kiểm tra cấp tỉnh là cánh tay đắc lực của ban, thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ dẫn. Thực hiện việc cầm quyền một cách thống nhất, toàn diện và kiểm soát các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, viện kiểm sát ở tỉnh là yếu tố quan trọng để đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả. Đó là một số gợi mở tương đối rõ mà Trung ương đã làm để các cấp ủy có thể áp dụng cho phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương mình. Thực hiện tốt đề án này cũng đề cao được trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, không thể thiếu vai trò quan trọng của nhân dân. Đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng ta đang phát động trong phòng ngừa, đấu tranh, thì vai trò của nhân dân lại càng được thể hiện rõ rệt. Sự giám sát, sự ủng hộ và giúp sức của nhân dân giúp Đảng thực hiện thuận lợi công tác này. Chắc chắn với sự thống nhất cao về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, cùng với sự thiết kế vừa khoa học về mặt tổ chức, bộ máy và có chỉ đạo của Trung ương, thì công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ thành công. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ chung của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là công việc rất quan trọng, có liên quan tới sự phát triển và tồn vong của chế độ. Đây không phải là công việc riêng của Trung ương mà cần có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp chung. Do đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 lần này thảo luận xem xét và thông qua đề án thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh là đang đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng, cũng như phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân Việt Nam. Trải dài suốt 5 khóa Quốc hội, đường Hồ Chí Minh vẫn chưa xong. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về tổng kết đánh giá kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, Phó trưởng ban công tác đại biểu Tạ Thị Yên bày tỏ, trải dài suốt 5 khóa, Quốc hội đã theo dõi sát sao, nhưng mục tiêu kết nối toàn tuyến từ Bắc Bó, Cao Bằng đến đất mũi Cà Mau vẫn không thực hiện được.
đặt hàng loạt vấn đề cần làm rõ như sự chậm trễ trong thực hiện dự án, làm giảm bao nhiêu phần trăm hiệu quả, thiệt hại này có thể định lượng được không, có biểu hiện của sự lãng phí không. Đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì dự án nên có câu trả lời trước Quốc hội. Nhấn mạnh sự băn khoăn khi lần này chính phủ chỉ trình bố trí vốn cho 3 đoạn tuyến, đại biểu Tạ Thị Yên đặt vấn đề liệu những đoạn còn lại có phải để dành cho Quốc hội khóa sau quyết định hay không. Với 171 km chưa được bố trí nguồn vốn, bà Yên cho rằng đây là những vùng cần ưu tiên bố trí vốn nhưng chưa được ưu tiên. Vì vậy, chính phủ cần giải trình trước Quốc hội về vấn đề này. Việc triển khai dự án vẫn chậm 5 năm so với tiến độ, chưa rõ thời gian kết thúc nên đề nghị chính phủ làm rõ tổng nhu cầu vốn đầu tư để nối thông toàn tuyến. Dự án tới nay đã được 18 năm và theo tờ trình của chính phủ chắc mất thêm 10 năm nữa. Bà Yên nói, Phó trưởng ban công tác đại biểu đề nghị chính phủ bố trí vốn để hoàn thành 171 km còn lại, thông tuyến vào năm 2025 và không để dự án bị cắt khúc nữa. Đồng tình với việc hoàn thành toàn tuyến đường Hồ Chí Minh là rất cần thiết, song theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, trong quá trình sử dụng nguồn lực quốc gia, cần tính toán, cân nhắc kỹ việc đầu tư vào công trình nào, dự án nào. Nhắc lại, hoàn thành toàn tuyến là điều lý tưởng, nhưng ông Mạnh cho rằng phương án chính phủ đưa ra khá tối ưu. Giống như trong gia đình, nếu chỉ có ngần ấy tiền thì phải quyết định bỏ tiền vào đâu. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Kiên Giang thẳng thắn nhìn nhận một phần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khi trong 18 năm đường Hồ Chí Minh chưa thể hoàn thành. Với mong muốn con đường sớm đưa vào sử dụng, nữ đại biểu đề nghị chính phủ làm rõ nguồn lực để Quốc hội có thể mạnh dạn bấm nút thông qua, đầu tư những đoạn tuyến còn lại. Nếu không, Quốc hội cũng cần quyết tâm yêu cầu chính phủ dành riêng một nguồn lực đặc biệt để thực hiện. Không thể nói không có nguồn lực thì chưa làm. Góp ý thêm về nguồn vốn, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách khẳng định, việc nhà nước thực hiện đầu tư công dự án này trong bối cảnh huy động nguồn lực xã hội gặp khó khăn là giải pháp hợp lý. Ủng hộ chủ trương huy động nguồn lực PPP, nhưng nữ đại biểu nói, có khả năng thu hồi vốn mới hấp dẫn được doanh nghiệp. Nữ đại biểu phân tích, riêng đoạn đường Hồ Chí Minh, khả năng thu hồi vốn rất khó, kể cả chúng ta có khuyến khích thì nhà đầu tư cũng sẽ khó cân nhắc thận trọng, nên huy động PPP là khó khả thi. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án đường Hồ Chí Minh đến năm 2020 hoàn thành nối thông tuyến từ Bắc Bó, Cao Bằng đến đất mũi Cà Mau, quy mô tối thiểu 2 làn xe với chiều dài khoảng 2.744 km. Đến nay đã hoàn thành 2.362 km, tương đương với 86,1% và khoảng 258 km tuyến nhánh, đang triển khai 211 km. Còn lại khoảng 171 km chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện, gồm 3 đoạn, Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, thuộc dự án thành phần chợ mới ngã ba Trung Sơn, Cổ Tiết chợ Bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng chợ Bến, Rạch Sỏi Bến Nhất Gò Quao Vĩnh Thuận. Chính phủ tính toán tổng mức đầu tư các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh là 99.170 tỷ đồng. Khẳng định tầm quan trọng của dự án, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dù đã quá thời hạn 2 năm vẫn cần quyết tâm hoàn thành. Thể hiện quan điểm dứt khoát bố trí vốn để làm cho xong, Chủ tịch Quốc hội gợi ý dùng nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm hoặc nguồn vốn hợp pháp khác. Với 3 đoạn tổng chiều dài 171 km, tổng mức đầu tư là 10.770 tỷ đồng, chưa được bố trí nguồn vốn. Trong đó, hai dự án thành phần đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận cần ưu tiên đầu tư để nối thông tuyến có tổng mức đầu tư 5.570 tỷ đồng. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo rà soát, tính toán kỹ lưỡng số liệu, đảm bảo thống nhất, tính chính xác trong việc cân đối bố trí nguồn vốn và chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo Quốc hội. Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ sở xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư để nối thông toàn tuyến, trong khi nghị quyết của Quốc hội không quy định tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án, thứ bậc ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thành phần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Không tình tiết giảm nhẹ, Nguyễn Xuân Đường bị tuyên y án 15 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, sáng 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Khắc Ninh ra xét xử phúc thẩm về tội cưỡng đoạt tài sản. Phiên tòa diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Trước đó, tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đường 15 năm tù, Nguyễn Khắc Ninh 12 năm tù. Sau đó, Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Khắc Ninh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo Đường cho rằng hội đồng xét xử cần làm rõ một số tình tiết trong hoạt động làm dịch vụ hỏa táng mà y đã tham gia điều hành. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay,
Đường phủ nhận vai trò chủ mưu trong việc chỉ đạo thu 500.000 đồng một ca hỏa táng. Bên cạnh đó, bị cáo này cho rằng đây không phải là ăn chặn mà các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn đã tự nguyện đưa cho Đường. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo có kháng cáo nhưng không cung cấp được tình tiết nào để giảm nhẹ. Xét thấy, mức án tòa sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, đủ tính răn đe. Do đó, hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ tỉnh Thái Bình, lợi dụng danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường Nhuệ. Bị cáo Đường tự ban hành quy chế hoạt động của Hiệp hội Tang lễ tỉnh Thái Bình, chia địa bàn hoạt động rồi bắt các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ tuân theo. Hành vi lộng hành của Đường được các đàn em là Ninh Đức Lợi, Nguyễn Khắc Ninh, Bùi Mạnh Tiến giúp sức. Cáo trạng chỉ ra, nếu cơ sở tang lễ nào không tuân theo thì Đường cho đàn em chặn xe tang, cắt địa bàn, đe dọa hành hung bằng nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Sợ Đường, 25 cơ sở tang lễ ở tỉnh Thái Bình đã phải đồng ý nhắn tin báo ca hỏa táng cho nhóm của hắn. Mỗi ca hỏa táng, đối tượng thu 500.000 đồng. Thời gian đầu, Ninh Đức Lợi đóng vai trò cánh tay phải, thay mặt Đường xử lý nhiều công việc và nhận tiền báo ca, thống kê con số. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12 năm 2019, đối tượng có biệt danh là Cường Sơn La nói với Đường là Lợi báo ca không trung thực và đề nghị được thay thế. Đường đã đồng ý. Nguyễn Thị Dương, vợ Đường đã giúp Đường Nhuệ ký các hợp đồng nguyên tắc và quy chế hoạt động dịch vụ tang lễ do Đường đề ra. Dương còn trực tiếp nhận hơn 100 triệu đồng tiền báo ca rồi đưa cho chồng. Theo tài liệu điều tra, 25 cơ sở làm dịch vụ tang lễ đã phải báo 4.938 ca hỏa táng và phải nộp hơn 2,4 tỷ đồng cho băng nhóm này. Toàn bộ số tiền đã bị Đường tiêu xài hết. Trong quá trình điều tra, Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Ninh, Quách Việt Cường khai nhận hành vi giúp sức cho Đường. Tuy nhiên, vợ chồng Dương Đường và Tiến Trắng không khai nhận hành vi phạm tội.